Hello mọi người, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lai Pháp. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một công trình căn hộ có diện tích gần 140m² ở chung cư Thảo Điền Pearl, thành phố Thủ Đức. Căn hộ này được thiết kế theo phong cách Modern Luxury. Mời các bạn cùng theo chân mình lên trên đó nhé. Trước khi lên trên đó, mình xin giới thiệu qua một chút xíu, đó là căn hộ này có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và có 2 ban công lớn ở trong phòng ngủ. Điểm đặc biệt lần này đó là có sự xuất hiện của anh chị chủ nhà trong vlog lần này. Mời các bạn lên trên đó ngay bây giờ luôn nha. Hello, và đây là căn hộ mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong vlog lần này. Căn hộ Thảo Điền Pearl thuộc thành phố Thủ Đức. Xin mời các bạn cùng vào trong nhé. Chúng ta đang ở căn hộ Thảo Điền Pearl. Căn hộ này có diện tích là 140m², 3 phòng ngủ. Mình đang đứng ở không gian phòng khách bếp. Mời các bạn cùng xem qua. Và lần này có một sự đặc biệt, đó là chị chủ nhà sẽ xuất hiện trong vlog của mình. Các bạn cùng chờ đón xem chị chủ nhà là ai nhé. Chúng ta đang đứng ở không gian phòng khách của căn hộ này. Phòng khách thì gồm có sofa chữ L này, bàn trà, vách ốp trang trí và hệ tủ tivi. Mình có để một cái lò sưởi giả trang trí ở đây. Mình có thể đổ tinh dầu thơm vào đây để cho cái không gian, cái mùi hương ở trong nhà được lan tỏa thơm hơn. Thì mời các bạn cùng xem qua nhé. Đến với không gian phòng bếp của căn hộ này thì có khá nhiều thứ để nói. Thứ nhất, đó là mình đã thiết kế một cái hệ tủ bếp chữ L ôm hết vào cái góc tường. Thứ hai, đó là mình sẽ đã kết hợp một cái đảo ba này, kết hợp cái bàn ăn ở đây. Các bạn có thể thấy là mình đã thiết kế cái phần đảo ba và cái phần bàn ăn dính liền vào nhau để cái không gian trở nên gọn gàng hơn. Cái chất liệu mình sử dụng cho cái hệ đảo ba và bàn ăn này gồm có 1, 2, 3, 4 chất liệu. Đó là gì? Thứ nhất là đá marble này, thứ hai là đá granite này, thứ ba là MDF phủ melamine an cường, thứ tư là inox mà vàng. Ngoài ra thì mình đã thiết kế cho cái bàn ăn 7 người trang trí một cái đèn ở ngay bên trên. Thì cái đèn này á, ngoài tác dụng trang trí thì nó còn có tác dụng, đó là làm chiếu sáng cho toàn bộ cái không gian bếp này. Để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chủ nhà thì mình đã thiết kế một cái hệ tủ giày khá là lớn để được nhiều và rất là nhiều giày. Có một cái khu vực ngồi thay giày. Phòng ngủ master của căn hộ mình đã thiết kế với tông màu chủ đạo, đó là trắng xám và hơi nâu đen. Mình còn nhấn một line inox mạ vàng ở đầu giường để tạo cái điểm nhấn cho cái phòng ngủ này. Mời các bạn cùng xem qua nhé.
Như đã nói với các bạn ban đầu thì căn hộ này có 3 phòng ngủ và mình đang ngồi ở phòng ngủ nhỏ. Các bạn hãy xem qua phòng ngủ nhỏ này xem có gì đặc biệt nhé. Bàn làm việc kết hợp bàn trang điểm. Thì cái bàn trang điểm thì mình đã có thiết kế một cái gương LED ở đây. Khi mình ấn vô đây thì cái đèn nó sẽ sáng lên. Khi ấn vô đây là cái đèn nó tắt đi. Đây là phòng ngủ nhỏ còn lại của căn hộ này. Mình đã tận dụng hết không gian để làm một cái hệ tủ áo chữ L. Và đây là một cái phần giường gấp, giường thông minh, để mình gấp lên gấp xuống khi cần. Đây là một cái khoảng trống để khi mà mình gấp cái giường này lên thì nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này. Ngoài ra thì ở đây có một cái hệ tủ, vừa là để sách, để đồ và là một cái bàn học nhỏ ở đây. Cái phòng này thiết kế cho một bé. Vâng, xin mời các bạn gặp với chủ nhân của căn hộ này, đó là chị Hương và anh Kenny nhé. Xin mời anh chị. Hello. Hello em. Lâu ngày quá. Hello em. Chị khỏe không ạ? Cũng khỏe, làm xong căn nhà thôi cũng khỏe. Em có thể hỏi anh chị một vài câu hỏi được không? Ok. Dạ. Thì trong cái quá trình thi công và thiết kế cái căn hộ này thì không biết là anh chị có những cái khúc mắc, những cái vấn đề, những cái câu chuyện nào xung quanh cái việc mà mình hoàn thành cái căn hộ của mình không? Tụi chị có một cái khúc mắc là tại sao căn hộ lại có thể làm quá nhanh như vậy? Nhanh mà rất là hoàn thiện. Dạ. Thì cũng chia sẻ thật lòng với anh chị, đó là bọn em đã biết được cái nhu cầu của anh chị là cần rất là gấp trước khi mà mình mình đám cưới, cho nên là bên em cũng tập trung nhân lực để hoàn thiện nhanh nhất có thể cho anh chị. Tất nhiên là trong cái quá trình mà thi công á, thì mình làm nhanh mà mình sẽ có một vài cái lỗi này kia, đúng không? Cho nên là bên em cũng cố gắng để hoàn tất cái công trình để đúng cái deadline anh chị đưa ra để anh chị kịp dọn về ở. Rất là cảm ơn anh chị rất là nhiều đã hỗ trợ bọn em và đã tạo điều kiện cho bọn em để hoàn thành cái căn hộ này. Đây là cái kênh YouTube của em, thì không biết là chị có muốn chia sẻ một chút xíu gì đó về cuộc sống hay là về cái trải nghiệm của chị khi mà mình dọn đến nhà mới không? Thì thực sự mà nói là cái sự hoàn thiện căn hộ rất là nhanh, nó khiến cho anh với chị thứ nhất là rất là bất ngờ. Thứ hai là khi mà từ cái giai đoạn mà mình bắt đầu chưa có gì cả cho tới khi có tất cả thì nó rất là kiểu wow. Nhất là cái ngày đầu tiên, nhất là ngày đầu tiên lúc mà bước vào cái nhà mới á, là thấy mọi thứ là tại sao có thể làm nhanh và rất là đúng ý như vậy, thậm chí nó đẹp hơn cái bản vẽ 3D rất là nhiều. Em cảm ơn anh chị. Cho nên là cảm giác như là mình được ở khách sạn resort 5 sao mỗi ngày vậy đó. Ok. Rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng bọn em. Thì nhân đây thì mình cũng gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã dành cái thời gian xem cái vlog này. Anh chị có muốn nói gì đến với cái khán giả của em không ạ? Cứ yên tâm giao cho like. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.